nghiệp. Thứ nhất là các bạn hãy chăm chỉ làm việc và xây dựng cho mình một mục tiêu đủ lớn. Và để hoàn thành mục tiêu đó thì các bạn phải bền bỉ làm việc và sẽ đạt được MBAT năm 2021. Để nói với các đồng nghiệp thì tôi có một nhận nhủ rằng thành công chỉ đến khi ta miệt mài tìm kiếm nó. Các bạn hãy đề ra mục tiêu rõ ràng và đi đến thành công một cách dễ dàng nhất. Tôi, Lê Duy Ba, quyết tâm sẽ trở thành COT 2021. Quyết tâm của mình sẽ trở thành COT năm 2021. Tôi, Nguyễn Thị Hoa, tôi cam kết năm 2021 tôi sẽ là COT. Đã là đại lý, hãy là MBAT.